Nếu như mà trên thế giới này chỉ còn có một cái mùi thôi, thì Miu muốn sẽ ngửi mùi gì mỗi ngày, thì nó chỉ còn đúng có một cái mùi đó thôi. Đó chính là cái nguyên nhân vì sao Miu tự thúc đẩy bản thân mình sẽ ra một loạt series nói về ký ức, khứu giác, ký ức của mùi hương. Hãy nói chuyện với một F0, bạn sẽ hiểu nỗi hoang mang, không hẳn là nỗi hoang mang sợ chết, mà nỗi hoang mang khi một buổi sáng thức dậy và một phần của thế giới tắt liệm. Bạn mất đi bản năng động vật quanh mình để đánh hơi, để hít ngửi, để khứu giác, giống như là một người MC. Nếu mà tất cả các giác quan của con người nó là một buổi trình diễn, thì khứu giác chính là MC. Nó dẫn lối cho vị giác khi bạn bước vào bàn ăn. Trước khi bước vào bàn ăn đã ngửi thấy, ôi trời, cái gì thơm quá vậy mẹ. Trước khi quyết định là có hôn cái đứa khốn nạn này không, chết rồi, sáng nay nó ăn bún đậu, thế là tiêu tan một cuộc tình. Tôi đã từng có 3 tháng trong cuộc đời tự bịt mắt mình và sống như một người mù để cho xúc giác làm việc. Thế giới khi đó thật thú vị. Câu chuyện này, câu chuyện về mùi hương, hành trình về những series, những talk show về mùi hương, tôi xin tặng cho bạn bè tôi, khán giả tôi, những người đã từng đi qua nỗi kinh hoàng của việc nhiễm Covid, và chúng ta sẽ nhìn thế giới ở một góc độ khác, thử xem ngôn từ, hình ảnh, ký ức có bù lại được cho cái mãnh lực của mùi hương. Nếu sẽ phải bò 4 chân quanh phòng hả? Em đeo lông mi giả. Bịt mắt Miu hả? Em sẽ ok, không có hỉ, mình hứa với chơi chàng có hỉ. Ok, bây giờ mình sẽ nhắm mắt để đoán cái đồ vật đầu tiên ha. Rồi, em sẽ mang cái này ra. Cho mượn bàn tay của Miu không ạ? Rồi, đây sẽ là đồ vật ha. Nó nằm trong một cái đĩa. Bây giờ Miu sẽ ngửi nó, cảm nhận nó từ từ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nói đáp án lên xem là có đúng không. Khán giả là thấy hết rồi đó. Khán giả mình phải chờ cho chị Miu cảm nhận thêm một chút nữa. Có một cái mùi hồi nhỏ đánh thức khứu giác của Miu là mẹ đi chợ về rửa rau. Và nói Miu chạy chơi dưới nắng, Miu bị cảm nắng, Miu bị sốt. Thì cái tay rất là sặc, rất là mát, ít lên trán nè. Có cái mùi của lá rau bị vò ở trong tay cái người nội trợ. Nó có cái gì đó giống như cái đó ở đây. Và một cái gì đó nó giống Hải Thượng Lãng Ông. Là không phải là cái ông Hải Thượng Lãng Ông, mà cái đường Hải Thượng Lãng Ông. Xanh xanh chát chát còn sống, có nhựa nhưng không biết nó là cái gì. Đứa nào móc điếu thuốc của Miu ra vậy? Đoán ra được là cái gì? Mình phải cho Miu cái gì nhớt nhớt ghê quá vậy nè, trời đất ơi. Đảm bảo là những thứ này rất là healthy. Trái ổi không sao? Mà trái ổi đâu có nhỏ vậy đâu. Cái này á, giống trái ổi nha. Gợi ý ha, là mình phải lấy ba cái này mình ăn chung với nhau thì mới được. Nhịp nhẹ chậu câu đi đúng không? Yes, ok. Đúng rồi, tại vì Miu chưa bao giờ Miu nếm cái này. Bà ngoại. Bà ngoại là nhân vật duy nhất trong cuộc đời Miu ăn trầu mà Miu biết. Bà ngoại răng đen, vẫn tóc, bà là con gái Kinh Bắc. Hơi thở của bà cũng có mùi lá thuốc. Nó là có một lần hồi nhỏ xíu, không có mẹ thì không ngủ được. Đêm đó mẹ đi coi cải lương nhưng không cho theo vì rạp không cho con đít vào. Ba phải ở nhà và dỗ cho Miu ngủ. Và đêm đó chắc là kinh hoàng với ông lắm, vì không tài nào, Miu không thể ngủ được. Miu cũng có một cái kỷ niệm với lại trầu câu. Đó là khi Miu làm cái chương trình tiền thân của Phụng Hoàng bây giờ, đó là chương trình Điểm Một Thời, thì
vua và hoàng hậu Thụy Điển có đến xem. Thì cái tiết mục đầu tiên á, là bài quan họ Bắc Ninh mời trầu bạn đến chơi nhà. Thì các cô người mẫu sẽ mặc tứ thân đi quốc mộc và mang trầu cau ra mời mọi người, lấy cảnh vẽ vậy thôi. Nhưng mà đức ngài nhà vua Thụy Điển tò mò quá thì ông ấy bảo là và bọn mưu đã têm cánh phượng sẵn rồi, thì ông bảo là cái này là để mọi người ăn đấy đúng không, thế tôi ăn được nhé. Và các em người mẫu không đủ kinh nghiệm, không biết điều gì sẽ xảy ra khi người ta ăn trầu không chặt ông lại kịp. Và sau đó là một cái cảnh hỗn loạn là vệ sĩ nhảy sổ đến khi mà miệng đức vua bắt đầu có màu đỏ máu. Thì đó là một chuyện vui, đó là một chuyện vui, một kỷ niệm khác của Miu. Một kỷ niệm để Miu chợt nhận ra rằng là người Việt Nam chứ không riêng gì một ông vua Thụy Điển đã bắt đầu lúng túng với trầu và cau, một thứ mà trước đây ta vẫn nghĩ nó là văn hóa của mình. Thì đêm hôm đó Miu nhận thấy cả người phương Tây và người Việt Nam đều đang lúng túng với một miếng trầu tên cánh phượng. Phép mượn bàn tay ạ. Dạ. Rồi đây, đây là đồ vật thứ hai. Mình có thể sờ nó trước để cảm nhận trước. Rồi mình sẽ bắt đầu ngửi nè. Biết rồi nhưng mà thì ơi, thì chuẩn bị bà thì ta mà ngửi chứ là không ăn. Dạ đúng rồi, chỉ có thể mở mắt ra mà kiểm tra. Sờ lên thì là trái cà chua dẹp, thì nó là trái tị. Hồi xưa đi học bỏ cái này vô cặp táp nè, cho đến khi nó chín rục ra. Và cái trái này Miu chưa bao giờ ăn hết. Mà đúng là khi mà cái mùi thơm của nó mạnh mẽ này, thậm chí mình có thể ngấy được chỉ bằng cách ngửi thôi. Theo chị thì trước khi mà mình có những cái loại perfume, những cái loại nước hoa như bây giờ thì cái hương của những cái người ngày xưa thì nó sẽ là những cái hương như thế nào? Nếu mà gọi là hương đẹp nhá, nó là mùi mùi bông bưởi. Gái miền Nam á, thì thắng dầu dừa. Nó không những thơm mà nó ngon, nó ngậy ngậy. Nó dầu dừa cũng là một cái mùi ấm. Và dưới cái nắng nhiệt đới đó, tưởng tượng là các cổ ấm áp lắm, gọi mời lắm, như cục kẹo dừa. Con gái phía Bắc thì sẽ là bông bưởi, hương nhu. Đó là trong trạng huống các cô ấy trong một ngày đẹp, như là ngày Tết, ngày năm mới chẳng hạn. Nó sẽ có mùi của bếp. Vào cuối ngày nó sẽ là khói và mồ hôi. Đầu ngày nó sẽ là mùi của rau, của vườn, của ruộng. Miu rất thích mùi xà bông cô ba. Nó là một cái mùi xà phòng của thời khốn khó nè. Cái mùi của cái giấy bìa, cái hộp bằng bìa. Nó không bảo đảm cái chống thấm, cho nên cái xà phòng nó vẫn quyện vào cái bột giấy. Và giấy nó hơi giống như sách cũ, tại vì giấy tái sinh. Nó là một loại mùi hương gây nhớ mỗi khi bây giờ còn rất ít nơi bán, nhưng mà có một số chuỗi siêu thị thì vẫn bán ở cái, thường là ở kệ dưới cùng, ít người nhìn thấy, khuất đi một chồng và rất là rẻ. Một cái bánh xà bông cô ba nó rất là rẻ, nhưng mà mỗi lần đi như vậy mình cũng cầm một hai cái về chỉ để ngửi thôi. Ok, vẫn nhắm mắt ha. Thì mình đựng trong một cái lọ, xong bây giờ mình sẽ mở nó ra. Rồi bây giờ Miu sẽ ngửi nó thử. Đó là sống với nó nửa năm rồi. Dạ đúng rồi, đó là mùi nước rửa tay. Tại sao em lại mang nước rửa tay cho Miu ngửi, là tại vì nãy giờ mình nói về nhiều về cái câu chuyện mùi á, có cái mùi nào mà mình sợ nó dữ lắm không? Mùi ê tê ở trong phòng bác sĩ.
Đương nhiên nó lên 1 tỷ mùi khác, mùi vớ của mấy bác tài xe Grab, mùi của cái đứa mình không ưa, giống như là một bài hát dở mà con bướm xinh gì á. Thì nó giống như cái bài đó, là mình chỉ có lỡ dại mình bị tai nạn mình nghe một lần, mình không có lấy nó ra khỏi đầu được, thì có một số mùi nước hoa nó tạo nên cái nỗi ám ảnh như vậy. Vậy cái mùi nào sẽ là cái mùi quyến rũ nhất? Mùi da thịt người mình thương. Không phải nói cho văn vở, tại vì tiếng Anh mình hay có cái là cái câu, cái chữ chemistry, cái kích hoạt về miêu không hiểu, miêu dốt khoa học tự nhiên, về một cái hóa chất nào đó trong con người mình tự dưng hợp với nó, và chỉ cần cái mùi đó thôi, ngay cả khi người ta bận, người ta mệt, người ta đi ngoài đường về, người ta bụi, người ta ở dừa, nó làm mình hạnh phúc. Nó đánh thức trỗi dậy cái nhân cách tốt đẹp nhất trong mình, và nó làm mình thấy an toàn chẳng hạn. Đó là, và những khoảnh khắc đó là những khoảnh khắc mà mình sẽ miêu nghĩ con người, bắt đầu nghĩ ra, phát minh ra nụ hôn từ đó, từ cái bản năng động vật đó. Có thấy hai con chó nó gặp nhau nó sẽ hửi thích nhau. Đó là nơi mà cái mùi cơ thể nó mạnh mẽ và họ hiểu nhau, con chó, con mèo, con động vật hiểu biết về đối phương như thế. Chúng ta cũng như vậy, có lẽ là khi người ta hôn nhau mà hôn theo kiểu hôn con nít á, như vậy á, hôn như vậy chứ không phải hôn là, thì đó là khi người ta muốn giam giữ phân tử mùi hương của người kia trong buồng phổi của mình, và ao ước giữ lại mùi hương của người mình thương trong buồng phổi luôn là ao ước viển vông. Cho nên mới có cái câu xếp tàn y lại để giữ hương. Một cái áo cũ tàn y, xếp nó lại để nó không tán hương đi. Ngày nào còn giữ lại được một vài phân tử mùi hương thì những cái khoảnh khắc quá khứ nó sẽ sống lại, cách sống động. Mình rất là thích ngửi cái mùi da thịt của cái người mình thương. Vậy tại sao con gái lúc nào cũng muốn làm cho mình thơm lên mà không giữ cái mùi mà bản thân mình có? Tại sao con gái lúc nào cũng làm cho mình lúc nào cũng trở nên thơm tho trước mặt đối phương? Mùi hương ngụy tạo đó bạn sẽ không ngửi thấy chỉ có nước hoa, mà nó được lọc qua cái thân nhiệt hoặc là cái mùi đặc thù của mỗi cô gái, nó sẽ trở nên khác biệt. Thì ngay cả hít ngửi da thịt của một người con gái hay một người con trai mà có sử dụng nước hoa, có sử dụng deodorant, làm ơn sử dụng deodorant, lăng nách nó mấy bà. Thì tụi tôi vẫn ngửi được mùi cơ thể của mấy người mà, nhưng mà nó ở trong một cái trạng thái thi vị và dễ chấp nhận hơn. Cái này thì không sợ nha. Tại sợ nó cắn. Hả? Em đùa. Nó không cắn, nó nằm yên đó thôi. Nhưng mà... Ê, tao nghi quá hả? Nó không cắn. Mình có thể cầm được nè, nó không có. Đây, dạ rồi. Rồi, đây là cái gì đây á? Thôi, mình thử nữa nha. Không có cái gì trơn. Có mùi của cái dĩa. Phải ngồi lâu hơn một chút, gần hơn một chút nữa. Lạc nhất à. Mình thử mở mắt ra xem là nó là cái gì. Có lẽ lúc nãy cái tờ này á, nó không phải là bằng polymer. Yeah. Cho nên nó có mùi hơn một chút xíu. Còn mấy tờ polymer này là hoàn toàn không có. Dạ, cái này nó hơi chút xíu thôi, nhưng mà nó không có rõ lắm. Alright, mùi của tiền, mùi tiền. Yeah. Miu có nhớ mùi những sắp bạc lẻ, nhưng mà cái mùi tiền thơm tho nhất là mùi tiền lì xì, tại vì nó còn cái mùi giấy mới và mực của nhà anh ngân hàng. Mọi người nói là độc lắm, nhưng mà đối với tụi con nít mà được lì xì và hình như là vào ngày Tết cái gì cũng thơm, cho nên
Và đến sau này hình như là khi bước vào cái thế giới mà Miu yêu thích của Mùi Hương á, tiền chỉ là những thứ mà Miu có thể sẵn sàng quẹt thẻ để sở hữu một mùi hương nào đó. Bản thân nó không có mùi hương, bản thân tiền không có mùi hương, con người tạo ra mùi hương cho tiền. Bản thân tiền không có giá trị cho đến khi con người cài cắm giá trị cho nó. Mùi mồ hôi của họ, mùi lầm than của những đồng tiền lẻ, của những người lao động có thể phải tính từng bằng tờ 1.000, tờ 2.000, tờ 5.000. Kẻ xài tiền lớn không bao giờ để dấu vết của họ lại trên tờ giấy bạc, vì đối với họ tiền chỉ là những con số check hoặc là quẹt thẻ ngân hàng, nó không còn dấu vết cá nhân nữa. Và cho đến khi những tờ giấy bạc không còn dấu vết cá nhân của con người, không kể cho tôi nghe câu chuyện gì cả, thì đối với Miu từ lúc đó tiền mất mùi, không còn thú vị nữa. Giống như là khi Miu Miu mua nước hoa, thì đó là tôi cần một món mỹ phẩm để làm đẹp cho tôi không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng khi tôi bất chợt mua một chai nước hoa, tôi vô tình tôi đi tôi test và tôi phải có cái này bằng mọi giá. Đó là vì ở trong cái chai đó, từng giọt nó chứa được một tiềm thức nào đó của tôi, một ký ức của tôi, một kỷ niệm của tôi, hoặc là một viễn tượng của tôi. Tôi mơ ước nếu mà một ngày nào đó tôi trở thành một người thiệt là xinh đẹp và giàu có, tôi tưởng tượng cái thế giới đó nó sẽ có mùi như thế nào. Nhưng mà thường á, nước hoa làm cho người ta xúc động bởi cái đã từng có, chứ không phải là cái chưa bao giờ có. Nó gợi nhớ kỷ niệm đối với Miu. Miu không biết đối với bạn như thế nào. Thì tiền giúp Miu sở hữu những thứ đó. Nhưng mà để mua một chai nước hoa, điều đó không quá khó. Nhưng mà để tìm một chai nước hoa có thể làm cho mình yên tâm rằng đây là một hành vi xếp tàn đi lại để giữ hương á, tôi sẽ luôn có nó ở đó. Khi tôi muốn sống lại nó thêm một lần nữa, tôi không dám xài nó mỗi ngày thường xuyên. Tôi để chỉ để dành, tại vì tôi sợ rằng là khứu giác của tôi sẽ bão hòa. Tôi sẽ để dành nó cho đến khi tôi muốn tưởng tượng ra, nhìn thấy cái kỷ niệm đó một lần nữa. Tôi sẽ mở hí hí chai nước hoa ra và làm một cái cuộc du hành. Nó gần như là thiền đối với Miu. Đối với một số mùi hương đặc biệt, nó gần như là thiền định. Lúc đó tôi thoát khỏi thực tế. Lúc đó mọi thứ sống động trở lại. Và những khi mà Miu mất kiểm soát với thực tế của Miu nhất á, thì ở Việt Nam mình cũng rất may là bắt đầu có những cái brand và họ mix cho bạn một cái mùi hương riêng theo ý bạn. Vậy nếu bạn làm chủ ký ức của mình tốt, và người bào chế là một người đủ tinh tế để giải nghĩa ký ức của bạn, chuyển dịch nó sang ngôn ngữ của mùi hương và thành phần, bạn sẽ có một cái mixture cho đến khi bạn hài lòng á, một cái sản phẩm cuối cùng cho đến khi bạn hài lòng á, nó sẽ nhắc bạn nhớ đến cái ký ức mà bạn muốn nắm giữ, muốn ôn lại mà không bao giờ muốn quên. Khuôn mặt có thể quên, câu nói đó có thể quên, nhưng mà cái mùi hương á, chỉ cần ta Miu tin có hai thứ trên đời là âm nhạc và mùi hương, có thể cho người ta đi ngược thời gian lại một cách hiệu quả nhất. Miu nhớ là gần đây nhất là lúc đó Miu đang Miu đang khá là suy sụp về tâm lý. Khá là sao? Trầm trọng. Trầm trọng, suy sụp trầm trọng về tâm lý. Thì một lời mời ngẫu nhiên của một cô gái gặp trong một buổi quay nào đó bảo là em muốn mời chị ghé đến cái phòng lab của em, mà bạn ấy là làm nước hoa custom made. Thì Miu đến, ok, thú vị đấy. Nỗi buồn của Miu lúc đó và vẫn là đang lúc này đây, đó là cái việc phải xa rời sân khấu và những bài diễn của mình quá lâu, và Miu bắt đầu quên đi. Vì không muốn đau cho nên tự mình quên đi ký ức về rạp hát, về kịch bản, thậm chí là thoại của mình cũng không còn nhớ nữa. Cố gắng tự mình quên nó đi, nhớ nó mình đau lắm. Nhưng mà một cách tình cờ khi mà ngồi mix mùi hương và Miu mix xong hai mùi, thì Miu nhận ra đó là hai tính cách của hai vai diễn Miu. Thì Miu đã
dùng tên của hai phụ nữ đó để đặt cho hai chai nước hoa này. Đó là hai người phụ nữ hầu như là trái ngược nhau hoàn toàn về màu sắc cá tính. Tôi đã đặt tên một loại nước hoa, một chai tôi gọi nó là Mộng Loan, một chai tôi gọi nó là Hàn Vân. Hàn Vân là một nhân vật chưa ra đời, cô ấy vẫn đang nằm trên những trang giấy. Tôi thèm được nhìn thấy cô ấy được vật chất hóa, nếu không qua tôi thì qua mùi hương. Và cái mùi của cô gái đó được xây dựng dựa trên một ký ức rất là đẹp của Miu với hai người bạn. Miu thì thường là khi mà diễn xong á thì Miu không bao giờ về thẳng được nhà, bao giờ cũng phải đi lang thang, đi chơi với bạn, lúc đó mình được là mình nhất. Và mỗi khi ngày bình thường mà đi ngang những cái nơi mà mấy bạn trẻ thường được đi chơi, ví dụ như là phố đi bộ Nguyễn Huệ này nọ, mình đi ngang thầm thèm nhìn thấy thôi chứ xong rồi mình ui trời ơi đông gần chết rồi, cãi cha cãi mẹ đi ra đây, xong xong ngoài đường đông quá khó chịu quá. Nhưng thật sự là lúc đó đang rất là thèm. Nhưng mà nếu Miu bước vào đó, Miu làm gì? Miu chơi xe thăng bằng chăng? Miu đi lang thang ăn bánh tráng trộn rồi mọi người cô Miu kìa, nó sẽ không như là Miu hình dung. Cho nên Miu sẽ chờ cho đến khi đường khá là vắng rồi sẽ tự thưởng mình đi bộ. Có một lần đi với hai người bạn thân, và hình như là chúng tôi bắt đầu thân từ đêm đó. Tụi nó là hai đứa con trai, có mình Miu làm gái thôi. Thì ở cái phố đi bộ, không thích gọi nó là phố đi bộ, phố là ở ngoài Bắc, ba sau phố phường gì đó, nó là đại lộ Nguyễn Huệ. Ở gần cuối đường, khoảng nửa cuối, người ta bắt đầu trồng sự quân tử. Thì khi mà đông người, bạn chỉ có nghe được tới cái mùi là bánh tráng nướng thôi. Nhưng mà khi mà nó thưa người và thưa cả động cơ xe máy rồi á, thì ngồi ở dưới cái vòm sự quân tử á, thì thi thoảng mình sẽ ngửi thấy cái mùi thơm nó khá là milky, nó khá giống như mùi hoa nhài. Thì hôm đó bọn Miu đi trễ đến nỗi là bảo vệ với lại nhân viên vệ sinh người ta đuổi hoài không được, tại vì lâu lâu mới được đi chơi cho nên ba đứa cứ ngồi lì đó. Thì một cái xe nước, có một cái container nước rất là lớn, họ mới nối một cái ống để họ xịt lên cái mặt đường. Và cái người nhân viên vệ sinh họ cố tình muốn Miu rời nơi đó, họ sẽ xịt xuống mặt đường ở ngay gần sát chân Miu, và cái lực của cái vòi nước đó rất là mạnh. Thì khi họ xịt xuống dưới đường như vậy á, thì bụi nước sẽ bắn ngược từ dưới đường bắn lên và nó đọng vào cái vòm sữa quân tử. Và từ vòm sữa quân tử, một cái trận mưa nho nhỏ nó rơi ngược xuống đầu tụi Miu. Nó rất là đẹp khi mà hai luồng hơi nước từ trên và từ dưới nó bao phủ lấy cả ba đứa. Và giữa mùa hè nắng nóng ở Sài Gòn, ba đứa tôi ướt sũng. Và cái thế giới lúc đó chỉ có một mùi sữa quân tử mà thôi, khi Sài Gòn về khuya. Và tôi nhớ cái kỷ niệm đó. Và tôi đặt yêu cầu ra với phòng lab. Đương nhiên họ không có tinh dầu sữa quân tử, nhưng mà người ta sẽ tìm được một cái gì đó nó milky, nó gần chất với lại sữa quân tử. Nó là một hợp thể của jasmine, của hoa lài, của một loài hoa khác mà Miu rất yêu là hoa huệ trắng, của hình như là có một chút xíu neroli, làm cho nó ấm hơn. Tại vì hoa sữa quân tử tại Sài Gòn nó không như là ở một cái vùng quê, là nó pure, nó không khí nó trong lành, nó phải có mùi xăng xe khói bụi một chút xíu, nó phải có cái mùi nước hoa mà đã ngấm vào da thịt của các bạn tôi lúc đó, nó phải có mùi son phấn của tôi vào cuối ngày khi đó. Mùi sữa quân tử ở Sài Gòn đàn điếm hơn mùi sữa quân tử ở dưới quê, nó là như thế. Và yeah, họ đã đóng chai cái ký ức đó của tôi. Họ đã đóng chai cái ký ức đó của tôi. Và mỗi lần tôi muốn sống lại nó, thì cái mùi hương này sẽ nhắc cho tôi nhớ tôi là ai sau khi tẩy trang, tôi là ai sau khi rời sân khấu. Tôi thật thà, gần như là một mùi đơn hương, tức là chỉ có một nốt hương rất dễ hiểu, không khó và phức tạp như mọi người vẫn tưởng. Tôi chỉ thèm được đi bộ trên đường Nguyễn Huệ,
Trong khi tất cả bạn bè tôi và học trò tôi vào ngày 20 tháng 11, vào ngày 8 tháng 3, vào ngày 20 tháng 10, vào ngày 28 tháng 9 sinh nhật Miu, vào ngày Noel, tất cả mọi người đều không biết tặng cho Thúy Miu cái gì để Thúy Miu hạnh phúc. Vì có vẻ như Thúy Miu có tất cả mọi thứ trên đời này rồi. Thúy Miu chỉ thèm đi bộ chơi. Và đó là điều không ai biết được. Một cái mùi thứ hai mà ngày hôm đó tôi làm cho tôi có tên là Mộng Loan. Nó sẽ cân bằng cái kia lại. Mộng Loan, bản thân nhân vật này là một cô đào hát và sau này trở thành một bà bầu gánh, nhầm lẫn giữa ái tình và tham vọng sân khấu, phù phiếm và giả trá là thế giới của bà. Nhưng mà người đàn bà này có một cái điều rất là đặc biệt là trên ngực bà luôn đeo một cái bông hồng màu đỏ. Nó tượng trưng cho món quà đầu đời mà cô ấy được tặng. Đó là một bông hồng rẻ tiền của một cậu khán giả 13 tuổi khi cô ấy chưa nổi tiếng. Cái bông hồng đó, tôi đặt cái chi tiết đó ở nhân vật đó, nó như là một lời kêu cứu. Tôi cần một người tặng cho tôi một bông hồng được mua bằng những đồng xu cuối cùng. Không phải là bông hồng đắt nhất trên đời, nhưng nếu nó mua bằng những đồng xu cuối cùng của một cậu con trai thì đó là bậc đại phú hào đối với tôi, và đó là món quà đắt nhất, nhưng cũng không ai hiểu bà ta cả. Nó có gỗ, nó có mùi mốc của sân khấu, nó có phấn son, nhưng mà là cái kiểu mà phấn con én ấy, một thứ gì nó đã cũ và nó mốc lên rồi á. Và ở tâm điểm của mùi hương này là hoa hồng. Nhưng mà cái sự giả trá ngụy tạo của mùi phấn son, mùi gỗ và mùi thuốc lá vây xung quanh cái bông hoa hồng này á, nó biến đây thành không phải một bông hoa hồng tươi được tặng khi người ta còn thanh xuân, mà một bông hoa giả người ta phải cài lên ngực để giả vờ ra một nhân vật diễm tình. Đây là con người của Miu ở trên sân khấu, một bầu trời giả trân. Rất nhiều mùi hương mà Miu xài là những mùi hương Miu chủ đích, khiến cho người ta cảm giác là what? Là cái gì vậy? Nghĩa là nó làm cho người ta chóng mặt. Có những mùi như thế, ví dụ như hương hoa huệ ở nồng độ cao, thậm chí nó có thể gây ngộ độc. Miu thích thế. Dạ, nếu không chịu được nhiệt thì đừng đứng trong bếp. Và mùi hương đó với một nồng độ đủ để xịt mũi, giúp cho Miu thanh lọc những người ở bên cạnh mình. Hơi khó chịu, hơi nồng quá, hơi như là một cái cú đấm bằng mùi hương ngay vào mặt người ta phải. Nó sẽ giúp cho Miu giãn bớt đám đông không cần thiết ở xung quanh mình. Còn nếu ai ở bên cạnh đủ lâu và đủ gần, nếu các bạn hiểu về mùi hương thì nó sẽ trôi từ first note cho đến middle note cho đến cái tầng cuối cùng. Tầng cuối cùng thường người ta sử dụng hương gỗ, hổ phách và nó dễ ăn vào da thịt mình nhất. Nếu bạn muốn thật sự ngửi thấy mùi da thịt tôi, hãy là người cuối cùng ở bên cạnh tôi. Và lại thật gần. Nó giúp cho Miu lọc con người tôi. Nếu bạn là một bạn nữ, hãy trả lời cho Miu với comment nha. Một ngày nào đó, người bạn đang thương mà bước ra khỏi cuộc đời bạn á, bạn sẽ muốn mùi hương gì khiến cho người đó nhớ đến bạn nhất? Một cái cupcake, một cái kẹo bông gòn, cái gối của bạn khi về sáng, hay cơ thể bạn sau khi tắm xong, hay là cái vườn bông chỗ mấy bạn selfie lần đầu với nhau. Nghĩ đi, rồi comment cho Miu. Một lúc nào đó sẽ trả lời.